Tiếp tục với chủ đề ở nhà tránh dịch corona thì hôm nay Mai Phan lại tiếp tục quay một video hướng dẫn về cái kiểu tóc Tết ngày hôm nay cho các bạn nhé. Rồi, chia từ phần đằng trước mái tóc đi xéo ra phía sau. Và tất cả những cái đường chia này thì các bạn nên lưu ý là chúng mình sẽ chia zig zag để tóc nó không bị hở cái phần chân tóc ra nhé. Với sau khi chúng mình chia ra ba phần đều nhau thì cái phần khối tóc ở giữa chúng mình sẽ lại chia tiếp từ cái phần chán ở đằng trước đi ra sau gáy này nhá. Chúng mình sẽ chia ra làm 4 phần và mình sẽ buộc 1/4 lại. Phần tóc ở trên chúng ta sẽ lấy từ phần chán nhá, đi lên đến đỉnh đầu khoảng 4 cm. Sau đấy thì chúng mình sẽ chia thẳng từ phần đỉnh đầu đi xuống, chia đôi tóc ra. Rồi, sau khi chúng mình đã chia đôi cái phần tóc ở giữa rồi thì chúng ta sẽ sử dụng đến kẹp ghim vặn tóc và ghim tóc ở giữa cái phần tóc mà mình đã chia. Nhặt tóc từ hai bên và chúng mình sẽ vặn gom tóc về giữa, sau đấy thì kẹp ghim cố định lại. Rồi bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu lần lượt, chúng mình sẽ rút từ trên xuống dưới. Khi rút thì chúng mình luôn luôn chú ý là rút từ phần chân nhé, sau đấy mới kéo dần lên, rút sát ở chân. Sau khi mà chúng mình đã rút xong từ phía trước ra phía sau rồi thì chúng mình sẽ chốt một cái ghim ở điểm cuối sau gáy nhá, thật là chắc chắn. Còn lại tất cả những ghim ở phía trên thì chúng mình rút ra. Đó, khi chúng mình rút ra thì chúng mình sẽ thấy rằng là cái tóc của mình nó sẽ mềm hơn rất là nhiều và nhìn nó rất là tự nhiên. Hai bên. Khi mà chúng ta làm hai bên này, mọi người chú ý nhé. Mình vẫn chia tóc ra, chia ra làm 3 phần và phần này thì chúng mình sẽ test xương cá rất là đơn giản thôi. Mai nghĩ rằng bạn nào cũng sẽ biết cái cách test xương cá như thế này rồi, cho nên là phần này mình không cần phải hướng dẫn nhiều nhá. Mọi người cứ thế lấy tóc đều tay từ hai bên vào là được, ôm theo khối đầu nhá. Và chúng mình tiếp tục sẽ là công thức rút nhá. Hoàn thiện xong cái kỹ thuật rút tóc rồi thì chúng mình sẽ xịt gôm nhé. Nhớ là luôn luôn mình sẽ xịt gôm xa cách phần mái tóc của mình khoảng 15 đến 20 phân nhé. Sau đấy thì chúng mình xịt lấy hơi của gôm thôi thì tóc nó sẽ tự đứng lên, và mặc dù nhìn thì nó rất là mềm nhưng mà khi mà có hơi gôm vào thì mái tóc sẽ rất là cứng, đồng thời là chúng ta vuốt nhẹ vào cái phần tóc để cho tóc con nó được mướt vào là mái tóc của chúng ta sẽ đẹp và tự nhiên ngay lập tức. Tiếp tục cho bên còn lại. Phần tóc tết của bên mái bên này thì chúng mình sẽ quặn vào làm cái tóc buộc luôn, để vừa để che cái phần chun của mái tóc mà vừa làm cho cái mái tóc của mình nó được chắc chắn gọn gàng. Sau khi mà chúng mình đã quấn cố định chốt cái phần tóc phía trên thì phía dưới này chúng mình sẽ bắt đầu kéo cho cái tép tóc của mình nó tươi hơn.
sau khi mà chúng mình hoàn thiện rồi nha thì chúng mình sẽ cài hoa cài vào điểm sau gáy của mái tóc, đúng cái điểm buộc. Chúng mình nên lựa chọn những cái đồ cài phù hợp với cả trang phục của khách hàng nhé. Ví dụ như đây là cô dâu sẽ mặc váy trắng hoặc là mặc váy hồng thì người ta sẽ lựa chọn bông cài màu hồng tím nhẹ nhàng như thế này. Còn nếu là khách hàng thì những bộ trang phục khác thì các bạn nên lựa chọn đồ cài miễn sao phù hợp với trang phục là được. Và mang hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn bớt đi phần nào nhàm chán khi chúng ta đang ngồi ở nhà tránh dịch corona. Dịch bệnh lần này rất là nghiêm trọng đúng không ạ? Và cũng vì thế mà Mai Phan mới có nhiều thời gian để quay video hướng dẫn mọi người makeup, hướng dẫn mọi người làm tóc như thế này. Các bạn ơi, các bạn thấy video của Mai Phan hữu ích thì hãy like và subscribe kênh của Mai Phan rất là tiếp để Mai thường xuyên đưa ra những video bổ ích hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.